Xin kính chào quý vị và các bạn. Ban biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Sau đây là những nội dung chi tiết. Theo tờ Jerusalem Post của Israel, lực lượng phòng vệ Israel IDF vừa qua tiếp tục ném bom các khu vực ở phía nam giải Gaza, đặc biệt tập trung vào Khan Yunis. Trong khi đó, tham mưu trưởng IDF Trung tướng Herzi Halevi cho biết các lực lượng bắt đầu tấn công trên bộ vào phía nam giải Gaza, trong bối cảnh giao tranh vẫn tiếp diễn tại phía bắc dài đất ven biển này. Tướng Halavi lưu ý rằng tại phía nam, IDF sẽ thực hiện chiến thuật tương tự như đã từng sử dụng để chiếm phần lớn phía bắc Gaza. Như vậy, trong khoảng 50 ngày qua, Israel đã có các cuộc giao tranh với cả Hamas và lực lượng Hezbollah ở Liban, dù tạm dừng khoảng một tuần và quay trở lại mức độ xung đột trung bình. Một hoạt động quân sự của IDF ở phía nam Gaza diễn ra sẽ có ảnh hưởng và tác động đến tương lai của khu vực này. Trong khi đó, ở phía bắc giải Gaza, IDF đã giành quyền kiểm soát hầu hết các khu vực vào giữa tháng 11 vừa qua, trong khi vẫn tránh xa Sejaa để chứa không gian cho các cuộc đàm phán về con tin. Việc IDF triển khai lực lượng vào tiến xuống phía nam xảy ra khi chính phủ Israel dường như mất hy vọng về một đợt tạm ngừng bắn bổ sung trong thời gian ngắn để có thể giải thoát thêm con tin. Tuy nhiên, khi thực hiện kế hoạch quân sự trên bộ ở phía nam Gaza, Israel sẽ phải đối mặt với lựa chọn giữa việc tiếp tục đánh bại Hamas và cứu thêm con tin. Trước đó, IDF đã tìm cách trì hoãn cuộc tấn công đủ để bảo đảm mục tiêu về con tin mà chưa phải đưa ra lựa chọn trên. Đến thời điểm này, trên 110 con tin đã được trao trả. Nhưng việc để chỉ huy cao nhất của Hamas và hầu hết lực lượng rút về phía Nam chỉ khiến quyết định rất khó khăn trên của Israel kéo dài thêm một chút. Mặc dù IDF vừa qua đã tấn công hàng trăm đoạn đường hầm ở phía nam Gaza, nhưng đây chỉ là những phần nhỏ khiến cuộc xung đột trong đường hầm có nguy cơ kéo dài. Để Israel đạt được mục tiêu loại bỏ Hamas, các đơn vị đặc nhiệm và đơn vị công binh khác của IDF sẽ phải lập bản đồ cẩn thận tất cả các phần của mỗi đường hầm, việc này cần có thời gian. Nếu IDF đã nắm quyền kiểm soát trên 80% phía bắc Gaza từ nhiều tuần trước, thì cho đến nay họ có thể chỉ phá hủy chưa đầy 20% các đường hầm phía bắc mà chưa làm được gì nhiều đối với các đường hầm phía nam Gaza. Tại Liban, IDF và chính phủ Israel đã gặp khó khăn trong việc quyết định sẽ hành động thế nào để khôi phục an ninh đối với miền bắc nước này để người dân quay về nhà mà không lo sợ một cuộc tấn công của Hezbollah ở mức tối thiểu, nhiều chuyên gia đã kêu gọi IDF đảm bảo rằng lực lượng đặc biệt Radwan của Hezbollah sẽ bị đánh bật ra xa khỏi biên giới với Israel và một vành đai an ninh được thiết lập dọc biên giới. Những câu hỏi đặt ra là IDF sẽ thực hiện điều này bằng cách nào? Sẽ tiến hành một cuộc tấn công quy mô nhỏ vào miền Nam Liban hay họ sẽ hy vọng có thể ký một thỏa thuận với Hezbollah thông qua các bên thứ ba để tự nguyện rút lực lượng ra xa? Trong trường hợp Hezbollah ký một thỏa thuận như vậy nhưng vi phạm sau đó, IDF sẽ làm gì? Bất cứ điều gì IDF thực hiện để đẩy lùi Hezbollah đều có nguy cơ xảy ra một cuộc chiến khác, khi Hezbollah đang sở hữu 150.000 quả đạn pháo và đạn cối cùng với số lượng lớn tên lửa chính xác. Nhưng quyết định không làm gì có nguy cơ dẫn đến một kịch bản trong đó cư dân miền Bắc từ chối quay trở lại, làm gián đoạn cuộc sống, đồng thời gây nguy hiểm về mặt tinh thần và an ninh cơ bản trong biên giới Israel. 22 tháng kể từ khi Nga tiến hành hoạt động quân sự ở Ukraine, Kiev đã quyết định thành lập một lữ đoàn xe tăng mới. Cụ thể, về mặt kỹ thuật, lữ đoàn tăng số 5 được thành lập năm 2016. Tuy nhiên, trong 6 năm qua, nó gần như chỉ tồn tại trên giấy tờ. Khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022, quân đội Ukraine đã bắt đầu bổ sung lực lượng và trang thiết bị cho lữ đoàn này. Lữ đoàn tăng số 5 được cho là đóng quân ở Kariv-Iri, thuộc phía nam Ukraina nhưng trên thực tế nó gần như không tồn tại. Điều đó cuối cùng đã thay đổi. Một số bức ảnh chính thức đầu tiên được đăng tải cho thấy các binh lính thuộc lữ đoàn tăng số 5 đang được huấn luyện gần đây. Những bức ảnh cho thấy các binh lính thuộc lữ đoàn tăng số 5 được trang bị đồng phục mùa đông và mang súng trường AK thay vì súng trường M16 trang bị cho các lực lượng mới hơn như lữ đoàn cơ giới 47 năm ngoái. Có một số suy đoán cho rằng lữ đoàn tăng số 5 sẽ nhận được các xe tăng cũ T-72M1 của Ba Lan và xe bọc thép chở quân nhân IPR-765 của Hà Lan. Hiện vẫn chưa rõ kế hoạch này có được thực hiện trong năm 2023 hay không. Trong khi quân đội Ukraine có hàng trăm xe tăng T-72 được hỗ trợ, có thể phân bổ cho các đơn vị mới. Trong đó có lữ đoàn tăng số 5 thì Kiev cũng nhận được 31 xe tăng M1A1 từ Mỹ và đang trong quá trình nhận gần 200 xe tăng Leopard 1A5 từ một tập đoàn của Đức. Hà Lan và Đan Mạch. Số lượng xe tăng M1 và Leopard 1 của Ukraina có thể trang bị cho 6 đến 7 tiểu đoàn. Một lữ đoàn cơ giới của Ukraina thường có khoảng 30 xe tăng. Một lữ đoàn xe tăng thì có thể gồm 3 tiểu đoàn tăng. Lữ đoàn duy nhất chắc chắn đang vận hành xe tăng Leopard 1A5 là lữ đoàn cơ giới 44. Quân đội Ukraina chỉ có 4 lữ đoàn tăng trước khi lữ đoàn tăng số 5 được huy động. Việc tập trung vào hỏa lực di động được bảo vệ biến các lữ đoàn tăng trở thành những lữ đoàn hoạt động hiệu quả nhất trong các cuộc giao chiến gần cường độ cao. Các xe tăng T-64BV đã cho thấy tính sát thương khi cận chiến với các xe tăng của Nga. Tuy nhiên, học thuyết xe tăng của Ukraine đã phát triển khi cuộc xung đột mở rộng làm chậm nhịp độ tiến công với việc cả hai bên đều chật vật để đạt được đột phá lớn dọc phòng tuyến dày đặc mìn và UAV bay lượn liên tục trên cao. Ngoài ra, các xe tăng giao tranh ở khoảng cách từ 1,6 đến 3,2 km so với tiền tuyến và khai hỏa pháo ở các góc cao giống như cách liệu pháo đang tiến hành. Viện các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh cho hay trong một báo cáo năm 2022, giá trị của công nghệ này là nó cho phép xe tăng tập trung hỏa lực ở một khu vực rộng lớn trong khi di chuyển mà không bị phát hiện. Tuy nhiên, lữ đoàn xe tăng Leopard 1 của Ukraine lại phù hợp cho nhiệm vụ bắn gián tiếp do các khẩu pháo cỡ nòng 105mm hiệu quả kiểm soát hỏa lực nhanh và chính xác. Tuy nhiên, có một điểm là lớp giáp bảo vệ của Leopard 1 mỏng và gần như chỉ bằng một nửa so với lớp giáp của T-72. Do đó, Leopard 1 nên chiến đấu ở khoảng cách xa bởi chúng thiếu sự bảo vệ trong các cuộc giao tranh ở cự ly gần. Dù được trang bị ra sao, giới quan sát vẫn cho rằng khó có thể mong đợi lữ đoàn tăng số 5 đủ khả năng tiến hành một chiến dịch tập trung số lượng lớn xe tăng tấn công trực tiếp vào phòng tuyến Nga trong tương lai gần cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter đã nói trong cuộc phỏng vấn rằng Tôi nghĩ người Nga giờ đã hiểu, dù cuộc xung đột này có kết thúc như thế nào, thì điểm mấu chốt là nếu Ukraine kiểm soát Odessa thì Crimea sẽ không bao giờ được an toàn. Vì vậy, để đảm bảo cho Crimea, Odessa phải được giải phóng. Ông lưu ý, ngoài Odessa, chế độ Kiev có thể mất thêm 5 khu vực cũng như quyền tiếp cận hoàn toàn biển đen. Theo ông, chính Ukraine ký vào bản án như vậy cho mình bằng cách từ chối đàm phán hòa bình với Moscow. Nga đã nhiều lần bày tỏ sự sẵn sàng đàm phán, nhưng chính quyền Kiev đã đưa ra lệnh cấm đối với việc này ở cấp lập pháp. Giới chuyên gia quân sự Nga cũng đã chỉ ra hai kịch bản Nga đánh chiếm thêm 5 vùng ở phía đông hoặc phía nam Ukraine và những điều Moscow phải chuẩn bị. Trước đó, giới truyền thông Kiev đăng tải các bài báo được cho là nguồn tin dò dỉ từ Mi-6, cơ quan tình báo đối ngoại của Anh, thông tin rằng Nga sẽ không giới hạn mình ở khu vực Crimea, Donbass, Kherson, Zaporozhye, vốn đã sáp nhập, mà Moscow đang có kế hoạch kiểm soát thêm 5 khu vực khác trên lãnh thổ Ukraine. Theo chuyên gia Nga Sergei Majewski, viết trên tờ Reporter, không tờ báo nào của Ukraine công bố các báo cáo của Mi-6 dưới dạng nguyên bản và những nội dung của chúng có thể tóm tắt như sau. Mi-6 đã truyền tin tình báo tới Văn phòng Tổng thống và Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng Điện Kremlin đã chuẩn bị kế hoạch kiểm soát thêm 5 khu vực của Ukraine nếu chiến tranh tiếp tục kéo dài đến năm 2024. Theo giới chuyên gia quân sự, về mặt lý thuyết, Nga có nhiều phương án khác nhau, trong đó lý tưởng nhất là đánh chiếm các vùng Chernigov, Sumy, Kharkov, Poltava và Dnepropetrov, tức là toàn bộ bờ trái của sông Dnieper, cũng đồng thời là toàn bộ phía đông Ukraine. Giả thuyết này thực sự có ý nghĩa thực tế, từ đó sẽ giải quyết được nhiều nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia của Liên bang Nga, đó là tạo ra một vành đai an ninh rộng với biên giới tự nhiên đáng tin cậy dọc theo tả ngạn sông Dnep, cũng như giành được quyền tiếp cận nguồn nước của DPR và LPR thông qua kênh đào Dnep Donbass đi qua vùng Dnepropetrov và Kharkov. Vấn đề tìm nguồn nước mới cung cấp bổ sung cho Đôn Bát là cực kỳ nghiêm trọng vì nước sông Đôn đang cạn dần. Nếu Nga không giải quyết được vấn đề tiếp cận với nguồn nước của Đôn EP, thiếu nước sẽ là vấn đề ám ảnh rất nghiêm trọng trong trung hạn đối với các khu vực mới được sáp nhập. Phương án khả thi thứ hai là Nga có thể tiến vào các vùng Chernigov, Sumy, Kharkov, Nikolaev và Odessa. Trong tình huống này sẽ có thể cung cấp một vành đai an ninh rộng bao trùm các khu vực cũ của Nga, cũng như cắt đứt quyền tiếp cận của Kiev với Biển Đen, bảo vệ hàng hải và bán đảo Crimea khỏi các cuộc tấn công của máy bay không người lái. Điều này sẽ không kết thúc chiến tranh, nhưng tình hình sẽ thay đổi rất nhiều theo hướng có lợi cho Nga, vì nguồn lực và cơ sở huy động của Ukraine sẽ giảm đi đáng kể. Tất nhiên, để đạt được mục đích như vậy, theo các chuyên gia, Moscow cần mở những chiến dịch quân sự lớn tiếp theo, nên từ bây giờ, quân đội Nga cần phải tiến hành các bước chuẩn bị phù hợp.